Dạ vâng, em Tuấn, Tô Quay Phòng xin kính chào toàn thể quý chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và hôm nay thì em lên sóng quay báo giá review trực tiếp cho quý chị bạn tham khảo mẫu Toyota Vios, mẫu xe thần thánh nôi động côi đá phá hoài không hỏng quý chị bạn nha. Thế em này được sản xuất vào năm 2015, như trên màn hình nhỏ của các bác thể quan sát luôn. Sơn xi tổng thành bên ngoài em nó mang nước sơn màu đen, một màu đen rồng rất là lịch sự và huyền bí các bác nhá. Thì em này nó động cơ 1.3 là bản thiếu nhưng mà đã nâng đầy đủ hệ thống, không khác gì bản E các bác nhá, không khác gì bản E cả. Hiện tại em nó mang biển tư nhân biển ngoài Hải Phòng 15A62980, trang bị cho mình đầy đủ hệ thống đèn gầm cũng như là hệ thống xi nhan tích hợp chân gương và hệ thống ốp đèn bảo quản chống sức chống va đập, tất cả các hệ thống đèn, bốn hộp đèn kết hợp với cả hệ thống gọi là tay nắm cửa nạp trên kính coi nhá. Đấy thì sơn xi bên ngoài em nó trông rất là căng mọng rồi, không có chỗ nào bị xước xác tổng thành cả. Nếu mà có xước xác thì bên em cũng đã mang đi mông má spa làm đẹp nét căng rồi. Các bác mua về sẵn chỉ việc đổ xăng thay dầu là sử dụng luôn, lăn bánh được luôn các bác nhá. Hệ thống lốp dép em này nó mới được khoảng tầm 85%. Đấy, dầu dây lốp, phấn lốp còn nguyên zin các bác, chưa mất một tí nào cả. Đấy, rất là ok form dáng của dòng Toyota Vios này, nhìn nó cực kỳ đẹp bắt mắt. Sedan hai đầu, một mẫu xe mang thương hiệu quốc dân rồi, chạy theo năm tháng theo thời gian nó vẫn bền bỉ lành lặn và tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Động cơ 1.3 thì loanh quanh đâu đó khoảng 5 lít đến 5 lít rưỡi/100 km các bác nhé, tùy chân phanh chân ga các bác đi như nào nữa. Các bác đi quen chân thì chỉ đến tầm 5 lít thôi. Cái cản sau của nó nối thân vỏ các bác này cũng như phần ốp đèn nó, tất cả hệ thống nhựa của nó rất là khít nhau và khớp nhau các bác nhé, hoàn toàn không hiện tượng xô lệch gì cả, rất là đẹp luôn. Và cánh cửa khi đóng vào các bác, cánh cửa khi đóng vào đường gân con xe nó nhìn nó khít kín khít, nói chung là nó không bị cong vênh mèo mó tí nào cả. Cái cốp này anh em mở ra là hơi bị hở các bác, đóng lại một chút này. Đấy. Đấy, chỉ cần đóng lại một tí thôi là nó khớp với nhau từ tí một. Cốp đuôi rồi này, trang bị cho mình đầy đủ hệ thống camera lùi rồi các bạn. Trang bị cho mình đầy đủ hệ thống camera lùi các bạn. Sơn sim căng mọng luôn, đẹp nét căng. Đấy. Tổng thành của nó này các bạn này. Tổng thành của nó đây. Form dáng của nó trông rất là đẹp luôn. Và cái mẫu Toyota Vios này các bác thể lựa chọn về đi gia đình hoặc là đã đưa đi dịch vụ đám cưới đám hỏi xe hoa rất là ok luôn các bác nhá. Đấy, với cái giá trị xăng nó tăng như này, các bác lên lựa chọn mẫu như kiểu Vios này đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và nó tiết kiệm nó rất nhiều chi phí khi các bác di chuyển các bác nhá. Thế thì em này đang kiểm giá tận tháng 10 năm 2023. Với chiếc Toyota Vios đời 2015 này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 285 triệu các bác. 285 triệu thôi là bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác nhá. Là các bác có thể cân đối mua mình mẫu Toyota Vios đời 2015 với phiên bản thiếu máy 1.3. Cái nội thất của em nó thì bọc lớp ghế da màu kem bơ kết hợp cả màu nâu các bác nhá. Trong khoang nội thất cực kỳ là sáng, còn đâu tất cả tổng thành những phần mặt táp ly cũng như táp lô của nó này đều là nội thất nguyên bản của dòng Toyota Vios gì các bác nhá. Thì đó là nội thất màu đen nguyên bản theo xe. Thì keo chỉ của nó đây, keo chỉ của nó các bác này. Keo chỉ cánh sau. Cánh trước bên phụ các bác này, hoàn toàn keo chỉ là zin không mất phần nào cả, mặt nhựa táp ly của nó sáng bóng sạch sẽ các bác nhá. Tuyệt vời luôn, nó nổi rất đẹp luôn các bác này. Cái nhựa nhạc của nó trông rất là căng mọng như mới luôn các bác nhá. Căng mọng như mới luôn. Và em này trang bị cho mình đầy đủ hệ thống túi khí an toàn cũng như là phanh ABS các bác nhá. Nó không khác gì bản E cả, chỉ khác mỗi cái hệ thống cảm biến kết hợp với cả hệ thống gọi là cái nội thất hai màu thôi. Còn đâu nó đầy đủ hệ thống túi khí an toàn, hai túi khí an toàn và phanh ABS các bác nhá. Mặt vô lăng của nó đây. Mặt vô lăng của nó đây. Chút em sang bên kia quay là đỡ ngược nắng các bác nhá. Đấy, màn hình giải trí màn hình Bosonic thì nó tích hợp cho mình đầy đủ hệ thống cổng nối USB và khay SIM các bác này, khay SIM của nó đây. Đấy. Bác có thể mua SIM 4G về di chuyển mình nghe loa đài âm thanh ánh sáng, nghe nhạc giải trí rất là ok luôn các bác nhá. Đây. Còn đây là cánh phía sau bên phụ các bác này, cánh phía sau bên phụ và hàng ghế phụ luôn, tuyệt vời luôn. Chân của em này các bác này, chân nỉ nguyên bản bọc túi bóng ni lông, ghế của nó tất cả hệ thống ghế nó không bị nhàu nát. Đấy. Bọc bộ ghế trông cái khoảng nó rất là sáng luôn. Đấy, keo chỉ của nó hoàn toàn không có mất phần keo chỉ nào các bác nhá, keo chỉ của nó hoàn toàn nguyên zin các bác này. Đấy, nó bị ngược sáng cho nên là nánh nét nó rất là khó các bác nhá. Keo chỉ của nó đây rất là ok luôn, hoàn toàn không mất phần keo chỉ nào. Và phần mặt táp ly của nó này căng mọng luôn các bạn, nó đẹp căng mọng luôn, chảy xước hoàn toàn không một tí nào cả. Keo chỉ cố lốp mà hoàn toàn nguyên zin các bác nhá, keo chỉ cố lốp là hoàn toàn còn nguyên zin và tôn vỏ cố lốp không có dấu hiệu gì gọi là han gỉ mục mọt cả. Gầm của nó các bác này, bọc gầm của nó này. Đấy, các bạn thể quan sát ạ, gầm của nó rất là đẹp luôn, hoàn toàn không có chảy xước gì cả và hiện tượng thì gọi là cong vênh méo mó hay hiện tượng còn nắn mối hàn nào cả các bác nhá. Còn cốp của nó đây, cốp của nó đây, em này có cả bộ bạt che nắng các bác này, bạt che nắng rồi, rất là ok. Cốp của nó đây, nó có đầy đủ hệ thống gọi là kích lốp và lốp sơ cua các bác nhá, rất là đẹp luôn.
đường máng nước tất cả mọi thứ này, không có dấu hiệu han gì mùng mọt và tôn vỏ không bong chóc chỗ nào cả, không gò nán, không bong chóc, không hàn lại các bác nhé, không có mối hàn lại nào cả. Ốc nắp cốp chưa ra này các bác, ốc nắp cốp chưa ra, vuông hàn sắp cạnh này, cái keo chỉ của nó này, keo chỉ phần cốp này các bác. Nói chung là nó chưa mất phần keo chỉ nào, cái phần cốp mà bên phụ các bác nhá, còn đây bên lái. Còn đây là bên lái của chiếc Toyota Vios đời 2015 các bác, tất cả hệ thống mặt tabli của nó này, vân sần nổi cực kỳ đẹp luôn, nhựa nhạc của nó còn rất là khớp nhau và đều. Cái này các bác thể vệ sinh một chút nữa thôi là nó sạch sẽ như mới luôn các bác nhá. Keo chỉ hoàn toàn là nguyên zin các bác này. Đấy, keo chỉ hoàn toàn nguyên zin, không có phần keo chỉ nào. Đấy. Còn đây là mặt tabli bên cánh lái các bác nhá. Mặt tabli bên cánh lái của nó này. Đấy, nhựa của nó nhìn bóng bẩy cực kỳ đẹp luôn các bác này. Sạch đẹp, tích hợp cho mình đầy đủ hệ thống lên xuống kính chắn gió này và gương chỉnh điện kết hợp với cả gương cụp xe đầy đủ các bác nhá. Gương cụp xe đầy đủ này, mặt vô lăng của nó đây các bác nhé. Dấu hiệu hao mòn trầy xước của nó rất là ít luôn. Xung quanh mọc vô lăng không có, nhưng mà dấu hiệu hao mòn có xuất hiện dường như là chỉ một vài chỗ, một chút một ít thôi. Đời 2015 các bác nhé. Toyota Vios với phiên bản máy 1.3. Ô đô của em nó mới có 13 vạn các bác này, màn hình giải trí của nó đây. Đấy, khởi động khoang động cơ đây. Máy nổ cực kỳ ok luôn. Cái dòng Vios này thì bao giờ nó cũng nổ, nó ồ một chút. Đấy, xong nó lại êm ngay. Khoang động cơ của em này các bác này, máy nổ cực kỳ ok luôn. 2015 thì tất nhiên là khoang động cơ của nó vẫn là máy đen các bác nhá, máy đen. Cuối 2016 bắt đầu mới lên máy trắng. Và phần đầu răng, tai đèn của nó, tất cả mọi thứ tôn vỏ dường như là không có dấu hiệu gì quá nắn lại các bác nhé. Ủ giảm sóc của nó này, những lỗ đinh của nó đều còn nguyên bản của nhà máy, không cong vênh. Đấy, ốc nắp phần cabo chưa ra, keo chỉ hoàn toàn nguyên zin các bác nhé. Keo chỉ hoàn toàn nguyên zin, cực kỳ đẹp luôn. Sơn xi bóng bẩy, mua về sẵn các bác chỉ việc đổ xăng thay dầu là chạy thôi, không phải làm vấn đề gì cả. Với cái giá 285 triệu là bên em bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển. Thì các bác thoải mái thương lượng trực tiếp với em qua số điện thoại và qua Zalo của em có nhé, 0389726738 ạ. Khoang động cơ của nó rất là mộc mạc, không hiện tượng gì dầu gì các bác nhé, không hiện tượng gì dầu hay là một tiếng động lạ gì cả, máy nổ rất là êm, một trơn tru. Nhựa nhạc bên trong phần khoang máy nó rất là đều, sáng và sạch các bác này, không có dấu hiệu gì gọi là dây điện của nó chưa bị bong chóc chỗ nào cả, cực kỳ ok luôn. Đầu răng tất cả mọi thứ này rất là ok luôn. Đến với thời điểm giá xăng rất là tăng rất là cao này, các bác lựa chọn dòng Toyota Vios máy 1.3 đi cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Thì bác nào quan tâm mẫu xe này có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhá, 0389726738 ạ. Và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì cho em xin một đợt đăng ký cũng như bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tại địa chỉ của em là chợ Tô Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, Lão, Hải Phòng. Và một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị bạn ở video sau ạ.